Vợ các anh vừa mới đánh nhau đấy. Cái gì ạ? Đánh nhau á? Vâng. Em. Dạ, dạ, em không ạ. Em Gia Can hai chị em thì thành ra là ba chị em thế nào lại cùng thằng co ạ? Cả là do lỗi của Trâm Anh. Chị Hà, chị nói có lý một chút đi chứ. Mọi chuyện hoàn toàn ổn cho tới khi chị bước lên phòng của em mà. Nhưng mà chính em là người rủ chị lên đấy mà. Thôi nào. Bây giờ Phương, con ở ngoài. Nè. Con là người biết rõ câu chuyện, khách quan nhất. Con nói đi. Nhưng con không biết kể như thế nào đâu ạ. Con có phải là người biết ăn nói đâu ạ. Thì chị cứ sự thật như thế nào thì chị kể. Hoặc là chị cứ kể, kể theo trình tự thời gian ấy. Chị Phương, chị nói đi. Phương, em nói đi. Chứ để cho hai cô ấy nói đau đầu lắm. Con nói đi. Con đang ngồi ở kho thì Hà xuống, Hà tâm sự với con là sáng nay Hà có lên phòng của Trâm Anh để tìm khuyên tai của Hà, bởi vì vốn dĩ đó là phòng của Hà. Thì Trâm Anh lại về và Trâm Anh bảo là tại sao chị lại lên phòng của bọn em khi bọn em không có ở nhà như thế. Thì Hà bực, Hà bảo là tại sao em lại nói chị là chị lên phòng của em lục loại đồ. Sau đó thì Hà đi làm. Chiều Trâm Anh về, Trâm Anh lại mua nho đắt tiền. Thế là Hà nghĩ là ra cái vẻ với mọi người là xịn xò hơn mình. Thế là Hà mới bực, Hà không ăn nho. Thì Trâm Anh lại mang nho ra cho kho cho con. Thế là cuối cùng hai chị em gặp nhau ở kho của con. Ôi giời ơi, chị cứ nói tràng giang đại hải mà tôi chả hiểu cái mô tê ất giáp nó như thế nào. Tôi muốn hỏi là tại sao lại dẫn đến xô xát? Đúng, sắp rồi ạ. Chuẩn bị tới khúc đó rồi, mọi người nhớ tập trung ạ. Kể đến đâu rồi nhỉ? Hai chị em gặp nhau ở kho. À rồi, hai chị em đến gặp nhau ở kho của con. Thế rồi Trâm Anh bảo là chị Hà ơi, sáng nay em có quá lời thì chị bỏ qua cho em nhé, em sẽ trả lại phòng cho chị. Hà mừng lắm. Nhưng rồi Trâm Anh lại bảo là hôm nào thì chị em mình phải nói chuyện với nhau để làm sao cách cư xử cho tử tế đàng hoàng. Thế là Hà hết mừng, mà Hà rất là bực. Và Hà không đồng ý là hôm nào, mà nhất định phải là hôm nay luôn. Thế là Hà phi thẳng lên phòng của Trâm Anh ạ. Sao nữa, tiếp đi. Hết rồi ạ. Là nào? Ôi. Dạ thưa bố và thưa mẹ, bây giờ bố để con kể, mẹ để con kể ạ. Sáng nay em có qua lời, chị bỏ qua cho em nha. Sao lại thế? Sao tự nhiên thái độ của em lại thay đổi như thế? Mai chị em mình đổi phòng đi. Em thấy nhà chị đông người, ở như vậy không ổn. Chị nghe Trâm Anh nó nói gì không? Trời ơi, ngày mai em đổi phòng. Em ơi, chưa bao giờ mà thấy Trâm Anh còn nói chuyện đáng yêu và dễ thương và dễ ghê như thế luôn ấy. Ok, được, high five. Với lại hôm nào hai chị em mình nên tính toán lại. Tính toán lại chuyện gì? Tính toán lại cách sống với nhau. Là tính toán lại cách sống giữa em với chị à? Trước đây em nghĩ mình sống chung với nhau 1-2 tháng thì em cố gắng nhịn. Nhưng mà em nghĩ lại, mình còn làm chị em với nhau cả đời. Chính vì vậy, chúng ta nên ngồi lại với nhau rạch ròi từng thứ một. Thứ nhất, tránh gây việc khó chịu giữa em và chị. Thứ hai, không gây ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Chị Phương ơi, em xin phép lên phòng để dọn đồ, mai trả phòng cho chị Hà. Chị nhớ ăn nho nha. Em lên đi. Vâng. Chị vừa mới nghe thấy nó nói gì đúng không chị? Chị nghe rất là rõ những gì mà nó vừa mới nói với em đúng không? Là em dâu của em nó muốn rạch ròi rõ ràng ra cái cách cư xử với nhau để nó tìm xem cách cư xử nào cho nó phù hợp với chị. Được, không sao. Nếu mà nó thích rạch ròi như thế, em cũng sẽ đi rạch ròi với nó luôn.
Hey, đâu đây? Thì chị, sao? Nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ em đang không bình tĩnh. Nghe chị, thôi kệ đi. Ngày mai, ngày kia, lúc nào chuyển nhà xong thì hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau thì đã muộn đâu. Đấy là vì là chị chưa hiểu tính cách của em. Tính cách của em là nếu như mà em có cái gì ở trong đầu thì em cần phải nói ra hết. Nếu như em có cái gì ở trong bụng của em ấy thì em cần phải tìm mọi cách để em giải quyết ra luôn. Còn nếu như mà em không làm được cái điều đó thì kiểu người em nó sẽ kiểu bị nó ngứa ngáy xong rồi đầu em sẽ mất ăn mất ngủ. Cho nên là chị cứ đứng im ở đây để cho em lên đấy để em giải quyết với nó. Em hứa với chị, em rất là bình tĩnh. Chắc chắn như thế không? Chắc là bình tĩnh chị. Bởi vì nhá, hồi nãy chị nhìn đi, nó ra vẻ nó cao ngạo, nó tỏ ra nó rất là bình tĩnh với em. Mà bây giờ em mất bình tĩnh thì chả hóa ra là em thua nó à. Em sẽ không thua nó, em sẽ vô cùng bình tĩnh, chị cứ chờ em. A few moments later. Em bây giờ chưa cù đúng không? Định nói chuyện kiểu cù đúng không? Nếu mà chơi trò cù nhá thì chị chơi trò cùn luôn. Đứa nào có chìa khóa, đứa đấy được ở lại phòng. Đứa nào ở phòng này, đứa đó có chìa khóa. Tóm lại mọi mâu thuẫn đều do cái phòng mà ra đúng không?